Rồi, Châu Gia Long mình chào quý anh chị, nhà mình đã quay trở lại với kênh trong buổi tối hôm nay. Hôm nay ngày mùng 10, ngày vía thần tài luôn về Xuân Hành. Dạ. Thì đây là clip đầu năm tại vườn của bé Mai Xuân Lê quý vị nhé. Quay và gửi tới quý anh chị mình cùng xem và giao lưu cùng video đầu năm tại vườn của bé Xuân, thì cũng hy vọng rằng sẽ được sự đón xem và ủng hộ của toàn thể quý anh chị mình. Rồi đầu tiên xin chào chủ vườn bé Mai Xuân Lê nhé. Dạ em chào anh Long, em chào quý cô chú anh chị ha. Thì hôm nay thì cũng mở hàng ngày vía thần tài, thì em có một số mặt hàng bonsai để giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Thì em mong là quý cô chú anh chị sẽ ủng hộ em trong dịp đầu năm mới ha. Và em xin nhắc là địa chỉ vườn nhà em là ở ấp An Thạnh, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha. Và số điện thoại liên hệ với em Zalo là 0356 731 116 ạ. Thì mở đầu clip ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đây là một cây hoa giấy ha. Hoa giấy cẩm thạch Mỹ nhưng mà ghép cẩm thạch ha. Cái này to lắm quý vị nha. Rất là to luôn, hàng khủng ạ. Em vừa mới sưu tầm được. Cây này thì tầm khoảng 4 người ginh ha. Hoành nó cũ, nó cũng bự nữa. Cái này thì bao nhiêu tiền vậy Xuân? Dạ cây này thì em xin báo giá là 32 triệu em bao ship ạ. 32 triệu cho tác phẩm cây bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Dạ. Cây lớn quý vị nhé. Cái nồi đế này rất là bự. Cây đang cho phun hoa. Để em quay một vòng rồi em sẽ đo kích thước cho quý cô chú anh chị mình xem ha. Nhìn đã đây chưa? Một tác phẩm cây bông giấy nở hoa rực rỡ chào đón đầu năm mới của video đầu tiên tại vườn của bé Mai Xuân Lê luôn quý vị ha. Dạ. Xem em kích thước. Rồi, mình sẽ đi về phần chi tiết của tác phẩm này. Đây quý anh chị mình này, nhìn thấy chưa? Mặt đế đã đời luôn hả? Dạ. Một cục đế liên lạc to lắm quý vị ạ. Nhìn đã đời chưa? Nói chung là nó có nám nám một chút xíu ở bên này nhưng mà cũng nhỏ thôi, cơ bản cũng không vấn đề gì. À, cái đường thân của nó quý anh chị mình nhìn này. Đấy, nó uốn ra, nó bay ra ngoài này thì liên lạc hết. Cột cần ngoài này thì rục rịch chưa? Thòm tàng này. Cột cần bay ra ha. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này ha. Nhìn cái mặt hoa nó đã đời, cái hoa nó nhìn nó đỏ tươi quá bé Xuân Hà. Dạ, nó tươi, nhưng mà hàng này nó cũng còn đang búp bông á. Quá trời đảo luôn quý vị nè. Mình chơi 32 triệu ha. Dạ. 32 triệu là báo ship rồi bé Xuân nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Cái khủng quý vị nhá. Hàng khủng. Rồi em xin phép em đo cái thước nha. Ok. Cái hoành thân của nó là 55. Hoành thân ở đó là 55 cm hả? Dạ. Em đo cái hoành cũ này. Cái hoành cũ này là 104 nha. Hoành cũ ở đó là 104. Dạ. Cái nồi đế á, chiều cao nó là tầm khoảng 100 ha. Chiều phun cao tàng 1 mét chắc, á. Phun tàng thì chắc là 2 mét đi bè Xuân á. Dạ phun tàng để em thử ra hết. Ờ à, đúng 2 mét luôn á. Còn 2 mét á ha. Dạ nó bay ra 2 mét. Một cây bông giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Nói cây này mà phôi của nó thôi đã mua giá nó cao rồi. Ừ. Thì mình tính cái phôi không cũng chắc là cũng rơi vào mười mấy 20 rồi. Dạ tại nó cũng thuộc dạng hàng hiếm á, nó bự lắm. Bự mà liên lạc lắm quý vị nhé. Dạ. Có duyên. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến cây số 2 nha quý cô chú anh chị. Ok em. Dạ. Rồi, tác phẩm cây số 2 đây quý vị ơi. Dạ tác phẩm số 2 thì em xin giới thiệu đây là một cây ổi tàu siêu trái nha. Thì quý cô chú anh chị có thể thấy là dáng trực lắc ha. Chẳng trực lắc. Bông cao ha, thoát thân ha. Và đang đeo bông rất là nhiều luôn. Sai bông kinh điển luôn á. Siêu kinh điển luôn. Ui giời, làm em hết hồn. Cốt cành phơm tàn mịn rồi nha quý cô chú anh chị. Trực lắc quý vị nhé. Dạ. Ê, mặt đế ở phía dưới này. Mặt đế cũng rất là gấu. Lắc, đường thân lắc đi lên. Làm theo đuổi cái bài luôn đó quý vị ạ. Dạ. Cột kênh. Nhìn rất là gọn tàn. Rõ nét. Bóng tàn đi lên. Cây này mà nó ra cái trái
trái bự thì nhìn rất là sai luôn á. Phẩm tang đầy đàn hết rồi hả? Dạ. Hàng này vừa tầm mình chơi luôn, để bàn. Ôi xệ, ôi tao. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này ha. Hoành của nó là 25 nha quý cô chú anh chị. Hoành thân là 25 cm. Dạ. Tán chiều cao của nó là 52. Cao 52 cm. Dạ. Tán ngang của nó là 64. Tán ngang là 64 cm ha. Dạ. Cái ổi mã số 2 này em xin báo giá là 3 triệu ạ. 3 triệu cho tác phẩm cái ổi xệ mã số 2 này quý vị ha. Dạ, em bao ship cả chậu luôn nha. Rồi, ok em. À, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang tác phẩm số 3. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cây số 3 quý vị ạ. Tác phẩm số 3 thì em xin giới thiệu cũng là một cây ổi tàu luôn ha. Thì hàng này thì cũng trực lắc, đế đẹp ha, đế nở đàng hoàng ạ. Phơm tàn gọn cây lùng ạ. Và đang cho hoa trái đầy cây luôn. Đợt này ổi thật là sai trái. Phơm tàn mịn hết. Đây, cây này thì mấy bữa nó đầu trái này thì kính cây ha. Dạ. Bóng quá trời bóng luôn. Sai lắm. Mặt đề cái này cũng khá. Đế bỏ cọng luôn ha quý cô chú anh chị. Tại em chưa bươi ra đó. Cột cành ở phía trên to cỡ bằng ngón tay cái quý vị. Phần cột cành ở phía trên to bằng ngón tay cái hết rồi. Này về là chơi chừng cả tháng luôn, vừa có trái mà nó thơm nữa. Trái nó rất là thơm luôn ạ. Gòn gàng sạch sẽ. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành của nó là 27 ạ. Hình thành là 27 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 38. Cao 38. Tán ngang của nó là 59. Tán ngang 59 cm ha. Dạ. Cây mã số 3 này thì em xin Zalo với giá là 2,5 triệu ạ. 2.500.000 cho tác phẩm cây ổi xệ mã số 3 này. Dạ. 2,5 triệu em bao ship cả chậu. Rồi ok. Chúng ta sẽ di chuyển sang tác phẩm cây số 4. Dạ. Tác phẩm cây số 4 đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 4 thì em xin giới thiệu đây là một cây trang đỏ ha. Trang đỏ lá nhỏ ạ. Cây dáng bay nha quý cô chú anh chị. Bộ đế nở ha. Và đang cho hoa rất là nhiều trên cây luôn. Trang đỏ lá nhỏ. Dạ. Cây này nó vẫn còn đang nụ búp rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Mình chơi có thể là cả tháng 2 tháng nữa luôn á. Tại vì bông trang thì nó nở rất là lâu. Đây, nụ lên nè. Dạ. Búp trên này thì rất là nhiều đây hả? Ừ. Phơm tàn kính cây hết rồi. Phơm tàn mình đều. Cây dáng bye bye ha. Một cột cành cũng già. Một cột liền ha. Dạ. Dạ bao nhiêu tiền đây bài xuyên này? Dạ cây này em xin báo giá là 3,9 triệu ạ. 3,9 triệu cho một tác phẩm cây trang đỏ lá nhỏ mã số 4 này quý vị ha. Dạ. Cây liên lạc. Phơm tàn cũng mình dày hết rồi. Mặt đề cũng khá quý vị ạ. Ok, mình sẽ tiến hành đo thông số. Dạ, em xin phép em đo kích thước ạ. Hoành thân của nó là 18 ạ. Hoành thân là 18 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 38. Cao 38. Tán ngang của nó là 45. Tán ngang là 45 ha. Dạ, thì cây mã số 4 em xin Zalo giá là 3,9 triệu nha. 3,9 triệu cho tác phẩm cây bông trắng đỏ là nhỏ mã số 4 này quý vị ha. Dạ. Ok em gái, mình sẽ di chuyển sang tác phẩm cây số 5. Dạ. Rồi, tiếp tục lại một cây bông trang mã số 5 ha. Dạ, tiếp theo thì em xin giới thiệu đây là một cây trang đỏ luôn ha. Thì cây này là dáng lùng ha, trực lắc. Phơm tàn già hết rồi nha quý cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ. Dạ. Cây mini để bàn. Cũng đang cho bông này vô đợt bông trúng bông quá. Ừ. Trúng mùa. Trúng mùa. Rồi. Bông luôn. Bể đế thì bỏ cọng ha. Hàng lùng. Đây, mặt đế cái này cũng khá. Thân trọng hết rồi nha quý cô chú anh chị. Những cột cây ở phía trên quý vị này. Bằng ngón tay trỏ ha. Hả? Cái này có thể tháo kẽm được rồi nè, khuyết hết rồi nè. Dạ đúng rồi. Tại vì nó cũng già hết rồi. Nếu phong nó đúng tàng ra thì nó buông dây hết rồi đó. Tại chưa tháo rồi. Phong tàng ok hết rồi quý vị ạ. Dạ. Cái trang đỏ lá nhỏ mã số 5 này thì giá là bao nhiêu đây bà Xuân? Dạ, cây này em cũng xin báo giá là 3,9 triệu ạ. 3,9 triệu ha. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước cây này nha. Ok.
Hoành thân của nó là 17 ạ. Hoành thân là 17 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 26. Cao 26. Tán ngang của nó là 47. Ngang 47 ha. Dạ. Giá là 3 triệu 9 nha quý cô chú anh chị. 3 triệu 900k cho tác phẩm cây trắng đỏ là nhỏ. Dạ. Mã số 5 này. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cây số 6. Rồi, tác phẩm cây số 6 đấy quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 6 thì em xin giới thiệu đây là một cây mai chiếu thủy lát trung nha. Cây thuần chậu ạ, đế bỏ cọng ha. À, tàn thiên nhiên, phong cao. Phong tàn rất là mịn luôn nha quý cô chú anh chị. Ha. Cây mini ạ. Dạ. Và đang cho hoa trên cây luôn ạ. Cái này gần như là hết mặt thèo rồi bà Sơn hay. Dạ đúng rồi. Liền lạc hết thèo quý vị ạ. Cây mini thôi. Cây thuần chậu. Mặt đế cũng khá là nu nênh. Rồi những cái cột cành ở trên nuôi cũng to đến cỡ này đấy quý vị này. Hết thèo. Những cái mặt cắt như thế này nó cuốn theo hết rồi này. Cuốn liền theo hết rồi này. Đây chỉ cần cũng to ha. Phom tang ở trên thì đều mình đang cho hoa ra, đang hoa đây. Hoa nhiều nhiều đây. Cái này thì giá cả nó làm sao vậy Sơn? Dạ giá của nó là 1 triệu 8 ạ. 1 triệu 800k một tác phẩm cây mai chiếu thủy như thế này. Dạ. Liên lạc không bị chảy tuột quý vị nhá. Dạ. Cái này mình về mình nuôi thêm lợp dập cho nó dày, nó già lên san hô nữa thì giá trị nó khác ha. Đúng rồi. Cơ bản thì về cái bộ phom tang là xong hết rồi, định hình xong hết rồi. Dạ. Em xin phép em đo kích thước nha. Cây thế này thì càng chơi càng giá trị thôi quý vị ha. Hoành của nó là 21 ạ. Hoành thân là 21 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 29. Cao 29. Dạ, tán ngang của nó là 43. Tán ngang là 43 cm ha. Dạ. Cây số 6 giá 1 triệu 8 nha quý cô chú anh chị. 1 triệu 800k cho tác phẩm cây mai chiếu thủy mã số 6 này. Dạ. Ok em. Bây giờ mình sẽ sang cái số 7. Dạ. Số 7 cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu nữa ha. Dạ, mã số 7 thì em xin giới thiệu là một cây mai chiếu thủy lá trung ha. Và cũng là tàn thiên nhiên luôn. Nếu quý cô chú anh chị muốn lấy một cặp thì em có thể bớt chút đỉnh ạ. Một cây phong cao, một cây phong thấp hơn chút xíu ha. Cây thuần chậu luôn. Và cột cành cũng khá. Cốt cành thì già rồi và hầu như là liền sẹo luôn ạ. Gần như liền sẹo. Đây phong tang ở phía trên này. Mình phong tàn kính cây hết ha. Đặt kẹo hết rồi. Đây nhặt xương ở dưới sao. Cũng dày lắm hả. Cột cành khá to quý vị nhé. Dạ. Đây những cột này khá to này. Cổ ngọn thì to hơn ngón tay. Liên lạc rất là liên lạc. Rồi ok mình sẽ tiến hành đo thông số tác phẩm. Dạ, em cái xin phép đo kích thước mai chiếu thủy trung nu mã số 7 này. Hoành của nó là 22 ạ. Hoành thân là 22 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 23. Cao 23. Tán ngang của nó là 42. Tán ngang 42 cm ha. Dạ thì cây mai chiếu thủy này em xin giao lưu với giá là 1 triệu 8 luôn nha. 1 triệu 800k. Dạ. Cho cây mai chiếu thủy mã số 7 này. Dạ. Ok em. Bây giờ chúng ta sang cây số 8. Dạ. Rồi cây số 8 quý vị nhé. Cây số 8 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái ha, dáng thác đổ ạ. Phom tàn thì cũng mịn rồi nha quý cô chú anh chị và xé bánh ạ. Sam núi trái dạng thác đổ, dòng núi trồng ha. Dạ. Dòng miền Tây núi trồng quý vị nhé. Dòng miền Tây ạ. Cái này cơ bản về cái phom tàn này này, xé bánh và cũng mịn lắm rồi. Dạ. Có đổ của nó đấy quý vị. Có đồ cũng lắc ha. Dạ. Có lắc. Cái này ở đây nó có một cái vết trái nha cô chú anh chị. Không. Trái nhỏ không biết. Dạ. Là gì. Dạ. Dạng rễ nôm. Dạ. Sam núi trái mã số 8 quý vị nhé. Thì lỗ này mình xin cũng còn được một vài cây cho nhiêu hả? Dạ đúng rồi, em chỉ còn vài cây thôi. Trước thấy nhiều lắm bây giờ hết rồi. Dạ, nói chung là cái dòng đồ, cái đồ này thì cũng dễ bán. Dạ, bán cũng chạy hàng. Được khách hàng ưa chuộng. Rồi, em xin phép đo kích thước nha. Hoành của nó là 12 ạ. Hình thân là 12 cm. Dạ, chiều cao của nó là 35. Cao 35 cm. Và cái tán đổ của nó là 100 ạ. Tán đổ là 100 ha. Dạ, nó đổ dòng.
Thì cây mã số 8 này em xin giao lưu với giá là 3 triệu rưỡi ạ. 3 triệu 500k cho tác phẩm cây sam núi trái ở dạng thác đổ này quý vị ha. Dạ. Mã số 8. Dạ. Rồi ok, chúng ta sẽ sang cây số 9 quý vị. Rồi, tác phẩm cây số 9 đấy quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 9 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam núi trái ha. Dáng này là dáng bán đổ nha quý cô chú anh chị. Kiểu nó bay bay. Đổ nhẹ ha. Dạ đúng rồi. Phơm tàn thì cũng mịn kín cây hết rồi. Và là sam núi trái miền Tây nha. Đây, phơm tàn sẽ bệnh rõ dạ. ràng rồi quý vị ha. Bệ đế thì, cũng đẹp nữa. Đường thân ở trong lắc lắc lắm quý vị nhá. Dạ. Lắc kế đến miền Châu luôn này. Cây này thì hầu như là không có thẹo và không trái tột gì nha quý cô chú anh chị. Liên lạc dễ này. Ừ. Thân lắc của nó, quý anh chị mình có thể thấy đường thân lắc ở phía trong không ạ? Cốt cành chỉnh sửa rất là rõ nét rồi nha. Giờ mình chỉ việc mình về là mình chơi thôi nha quý cô chú anh chị. Tưới tắm và chơi, nuôi dạ. cho dày thêm bộ giấm sướng nữa. Dạ. Rồi em xin phép em đo kích thước cây này ạ. Hoành của nó là 14 ạ. Hoành thân ở đó là 14 cm quý vị ha. Dạ. Chiều cao của nó là 37. Cao 37. Cái tán của nó là 75. Tán ngang của nó tán bay tán ra đổ xuống á là 75. 75 ha. Dạ. Thì cây này em xin báo giá là 4 triệu 8 nha quý cô chú anh chị. 4 triệu 800k cho tác phẩm cây sam núi trái mã số 9 này. Dạ. Rồi, ok em. Chúng ta sẽ sang cây số 10 quý vị ha. Dạ. Rồi, cây số 10 quý vị ơi. Cây số 10 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam hương nha. Sam hương Đài Loan. Đường thân có lắc. Dạ. Như kiểu 3D luôn quý vị ạ. Lắc xoắn ốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này thì bao nhiêu tiền vậy Sơn? À, cây này giá 1 triệu 8 ạ. 1 triệu 800k tác phẩm cây sam hương mà số 10 này ha. Dạ đúng rồi, giá bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Cây lên chầu thân lắc phóng tang có như định hình hết rồi. Dạ. Vừa chơi mình vừa nuôi. Quý anh chị mình để ý sam hương mà quý anh chị mình nuôi lá rất là thơm luôn ạ. Quý anh chị mình nuôi, quý anh chị mình thấy những cái lá nó to thì mình nhặt bỏ đi cho nó rụt cái lá lại và cái giấm xương ra dày hơn quý vị ha. Dạ đúng rồi. Nhấn là cái này nó nhấn nhấn dày tàn lắm quý vị ạ. Dạ. Đây. Đường thân lắc cũng rất là nghệ thuật ha, lắc kiểu 3D luôn quý vị ạ. Dạ nghệ thuật lắm ạ. Giá 1 triệu 800k. Dạ. Cho tác phẩm cây sam hương mã số 10 này quý vị. Rồi, em xin phép em đo kích thước cây này nha. Hoành của nó là 20 ạ. Hình thân là 20 cm. Dạ. Chiều cao là 38. Cao 38. Tán ngang của nó là 54. Tán ngang là 54 cm ha. Dạ, mã số 10 thì em xin giao lưu giá là 1 triệu 8 ạ. 1 triệu 800k cho cây sam hương mã số 10 này. Dạ. Ok em, bây giờ chúng ta sang cây số 11. Dạ. Rồi, tác phẩm cây số 11 đấy quý vị ơi. Tác phẩm số 11 thì em xin giới thiệu đây là một cây sam hương Đài Loan luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cây này dáng cũng là trực lắc ha. Lắc nhưng mà lắc xoắn ốc thêm 2-3 vòng nữa. Lộn hơn đường đua F1. Cũng rất là nghề thuật quý vị nhá. Dạ, nghệ dữ lắm. Phóm tang thì định hình này, quý anh chị mình về mình cứ nuôi. Nuôi dạ. cho nó dày cái phóm này ra nữa. Thì càng nuôi nó càng lên giá trị nữa nha quý cô chú anh chị. Cái này thì giá cả sao vậy Sơn? Dạ, cây này thì em để giá 1 triệu 7 ạ. 1 triệu 7 ha? Dạ. 1 triệu 700k cho một tác phẩm cây sam hương như thế này thì quý anh chị mình về có thể mình nuôi thêm. Dạ, đúng rồi. Phẩm tàng dày hơn thì giá trị nó sẽ thay đổi quý vị nhé. Nó càng ngày nó càng cao hơn ha. Rồi, em xin phép đo kích thước ạ. Hoành của nó là 20 ạ. Hoành thân là 20 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 52. Cao 52. Tán ngang của nó là 39. Ngang 39, con số thân tay, ngay vỉa thân tay. Dạ, thì mã số 11 này em xin giao lưu giá 1 triệu 7 nha. Triệu 700k cho tác phẩm cây sam hương mã số 11. Dạ. Ok, chúng ta sang cây số 12 quý vị. Dạ. Tác phẩm cây số 12 quý vị ạ. Dạ, tác phẩm số 12 thì em xin giới thiệu đây là một cây linh sam ha. Linh sam dáng trực lắc hàng xếp đế ạ. Thì quý cô chú anh chị có thể thấy nó đang lên hoa đầy cây hết.
và cây già thì nó rất là sai hoa như nha quý cô chú anh chị, xi hoa dữ lắm, quá trời nù luôn hả? Dạ đúng rồi. Thì thêm bộ đế thì cũng đều ha, bỏ cộng đều hết. Cái này bao nhiêu tiền em? Dạ cái này em báo giá là 1.800.000, em bao ship cả chậu à. 1.800.000 ha. Dạ. Cho cây linh sam như thế này quý vị này. Dạ. Đây, chúng ta cùng ngắm nhìn. Cái này là cái hàng xếp đế quý vị nhá. Mặt đế nó đẹp lắm. Cột cân này, cũng được làm theo lối cây bài luôn. Dạ. Chỉ một to bằng ngón tay cái này. Dạ. Cổ ngon đi lên. Nói chung là cũng dày dặn rồi. Đặc biệt thì búp hả? Búp quá trời búp này, búp với hóa quá trời này. Linh sam hoa trắng phớt hồng. Dạ. Thì mặt hàng này mới vừa đợt Tết thì được khách hàng rất là ưu chuộng luôn á. Thì có gì qua Tết thì em cũng vẫn giữ giá cũ cho quý khách ha. Dạ, 1.800.000 một tác phẩm như thế này, em đo sơ thông số đi. Rồi, em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 14 ạ. Phần thân là 14. Dạ. Chiều cao của nó là 23. Cao 23. Tán ngang của nó là 40. Tán ngang 40. Dạ. Thì cây cầm lên mã, mã số 10 à? 12. Em xin Zalo giá 1.800.000 nha. 1.800.000 ha. Dạ. Rồi ok, chúng ta sang cây số 13. Dạ. Rồi cây số 13 quý vị ha. Cây số 13 thì em xin giới thiệu cũng là một cây linh sam ha. Nhưng mà cây này hai màu ạ, trắng và tím luôn nha quý cô chú anh chị. Một trắng và một tím luôn. Dạ. Cái này là loại ghép hai màu nha, chứ không phải nó là cái giống vậy nha quý cô chú anh chị. Và hàng xếp đế hừng chậu ha. Cái này thì giá nó làm sao, khác không? Dạ cũng giá 1.800.000 à. 1.800.000. Hai màu hoa quý vị nhé. Đó, ai thích hai màu thì liên hệ em chốt đơn cây này ha. Búp cũng nhiều lắm này. Trời ơi, bông nhìn thấy ghiền luôn. Đang búp búp nhiều lắm. 1.000.000 mà để vừa ngắm hoa mà vừa chơi một cây bonsai có giá trị ha. Mặt đế cũng đẹp quý vị nè. Hàng xếp đế. Dạ. Cột cân cũng khá khá. Giá 1.800.000 ha. Báo ship tới nhà luôn. Tới nhà luôn ạ. À, cái màu chậu nó nhìn cũng hay quá bé Xuân. Dạ. Chậu xịn đó anh. Nhìn hạt hạt nhìn nó cũng hay ạ. Dạ. Ok em đo thông số đi. Rồi em xin phép đo kích thước. Hoành của nó là 19 ạ. Phần thân là 19 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 31. Cao 31. Tán ngang của nó là 45. Tán ngang là 45 cm ha. Dạ. Mã số 13, em xin Zalo với giá là 1.800.000 ạ. 1.800.000. Dạ. Ok, chúng ta sang cái số 14 quý vị. Dạ. Rồi, cái số 14 đấy quý vị nhé. Số 14 thì em xin giới thiệu đây là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Hàng cũ rất là quái luôn. Phơm tàn mịn và đang chuẩn bị cho hoa nha quý cô chú anh chị. Nguyệt quế là sắn hoa chùm. Dạ. Cũ quái rồi nè. Vàng rễ nốm quý vị nhé. Nốm một cục mà. Dạ, đúng rồi. Cái này sao nó lắc chứ. Phơm tàn. Phơm tàn các bạn đang lên lọc non chuẩn bị đơm hoa này. Dạ. Cũng khá là mình định hình gọn gàng rồi. Dạ, gọn dữ lắm ạ. Vàng rễ nốm quý vị. Cột cây ở phía trên này. Nói chung là vừa chơi cái này, vừa chơi vừa nuôi nữa. Đúng rồi. Như vậy thì có cái giá này êm hơn hả bà Xuân hả? Dạ. Ok em đo thông số đi. Dạ. Hoành của nó là 37 ạ. Ngay hoành cái đỏ cột, là cái củ là 37 ha. Dạ. Chiều cao của nó là 46. Cao 46. Dạ, tán ngang của nó là 65. Ngang 65. Thì cây này em xin giao lưu với giá là 4.500.000 ạ. 4.500.000 cho tác phẩm cây nguyệt quế là xoắn mông chung. Dạ. Mà số 14 này ha. Dạ. Ok, chúng ta sang cây số 15 quý vị. Dạ. Rồi, tác phẩm cây số 15 đây quý vị ơi. Dạ, tác phẩm số 15 thì em xin giới thiệu cũng là một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm ha. Dáng trực lắc à. Lắc từ trong lắc ra ha. Từ ngoài vào trong luôn. Phơm tàn rất là mịn. Và đang lên nụ hoa ha. Đầy cây hết. Cây đã thuần chậu nha quý cô chú anh chị. Và cây này cũng là cái clip, cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay luôn ạ. Cây cuối clip. Cuối clip. Hôm nay là cái clip khai xuân hả? Clip này là clip khai xuân. Khai xuân. 15 tác phẩm được gửi tới Nguyễn Chí Minh, cũng gần như là đầy đủ chủng loại, đa dạng. Dạ.
Cái đấy cây nguyệt quế quế líp rồi quý vị ha. Cái này bao nhiêu tiền đấy bà Xuân Hải? Dạ cây này giá cũng 4.800.000 anh. 4.800.000. Dạ mỗi cây có một cái nét đẹp riêng ha. Cái này nó xoắn lên quý vị này. Dạ. Đường thân lắc. Mặt đế cũng gọi là tạm được hay. Dạ. À, mình những cây này thì quý cô chú anh chị mình có thể về mình nuôi thêm cái phơm tàn, nhưng mà càng nuôi lên thì nó càng lên giá trị nữa nha quý cô chú anh chị. Cột cành thì coi như xong hết rồi, định hình hết rồi. Xong hết rồi, giờ mình chỉ việc mình nuôi cho phơm. Nó ra, giảm xương dày thêm chút nữa. Dạ đúng rồi. Dạ 4.800.000 thì có thể mình để ở vườn mình chơi được rồi. Dạ, dạ. Cả thì nó cũng êm êm. Phải chăng, phải chăng. Rồi em xin phép em đo kích thước nha. Hoành của nó là 29 ạ. Hoành thân là 29 cm. Dạ. Chiều cao của nó là 40. Cao 40. Dạ. Tán ngang là 72. Tán ngang là 72. Dạ. Cây này giá 4.800.000 nha quý cô chú anh chị. 4.800.000. Dạ. Thì mã số 15 cũng là mã cuối clip. Thì ngày hôm nay thì em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành nhiều thời gian xem video của em. Và có những gì không hài lòng thì có gì góp ý giùm em ha. Và mọi nhu cầu liên hệ mua cây thì liên hệ với em qua Zalo là 0356731116 ạ. Rồi. Rồi em xin cảm ơn ạ. Rồi ok. Thì Long cảm ơn quý anh chị mình xem cuộn video đầu tiên tại vườn của bà Xuân quý vị nhá. Thì cũng hy vọng sẽ được sự đón xem, được sự ủng hộ, giao lưu cùng quý anh chị để nhà vườn có động lực tạo thêm nhiều tác phẩm đẹp trong năm 2022 này quý vị ha. Hy vọng đây là một cuộn video đầu năm xuân sẻ đến với nhà vườn. Rồi ok, và bây giờ Long xin phép kết thúc ạ.